Rồi đi 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 nhanh 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 nhanh. Bước bước cao chân. Đúng rồi. Rồi. Phái đoàn người Mông đến từ Đồng Văn, Hà Giang. Lần đầu tiên xuất hiện tại thủ đô Hà Nội. Cô bé có rất nhiều những cục mụn thịt đây mà không biết rằng là đi khám mà ví dụ mà phải cắt bỏ đi, đốt đi ấy, thì có ảnh hưởng đến lộc lá không nhỉ? Đây là bé Di người Mông. Bé bị như này thì anh cũng không biết rằng là có khả năng cứu giúp gì cho bé được nữa không ấy. Lúc chị đẻ Di ấy, chị có bị sốt không? Bây giờ đang là giây phút quyết định xem là hướng chữa chạy tiếp theo của Di như thế nào. Xin chào các bạn, hiện nay Hoàng Nam đang lái xe trên đường phố Hà Nội nhưng không phải đi chơi mà đưa một thành viên ở Hà Giang, từ Đồng Văn Hà Giang, vùng cao núi đá xuống đây để khám chữa bệnh và nghỉ hè. Đó chính là Di. Di và đi cùng Di là có mẹ Di. Hai mẹ con hôm qua đã đi xe từ, nói chung là mất cả một ngày, từ sáng sớm cho tới tối mới tới Hà Nội, từ Đồng Văn tới Hà Nội, và sáng nay thì mới được gặp nhau. Và kể từ ngày hôm nay và ngày mai thì mẹ con Di sẽ thuộc sự quản lý của Hoàng Nam. Đấy, Hoàng Nam sẽ đưa đi khám bệnh và đưa đi chơi. Không biết là mẹ của Di đã xuống Hà Nội nhiều lần chưa? Chưa, lần đầu tiên à? Lần đầu tiên. Thế chị thấy Hà Nội như nào? Rất là vui. Rất là vui à? Có nhiều xe ô tô không? Vâng, có nhiều. Khác hẳn trên Hà Giang nhỉ? Hà Giang thì đường thì nhỏ hơn nhưng mà nhiều núi hơn nhỉ? Nhiều núi ở đây thì nhiều nhà cao tầng. Vâng. Đấy. Di thì rất tiếc là không thể nhìn thấy mọi sự thay đổi được. Đấy, có thể là cậu ấy chỉ cảm nhận bằng tai nghe, qua lời kể của mọi người thôi, và tưởng tượng nữa. Nói chung là nếu mà chưa nhìn thấy thì cũng khó để tưởng tượng nó như thế nào. Chưa nhìn thấy cái gì. Đấy. Và Di đang dùng tay để khám phá cái xe này. Đi cùng đoàn ngày hôm nay thì có cả em bố con của bé Dính. Bé Dính là cô bé mà có một cục mụn thịt ở mặt này này. Thì Nam cũng tranh thủ nhờ Cực Bắc TV đưa xuống Hà Nội, đưa cả hai bé xuống Hà Nội kèm theo gia đình để bảo lãnh. Xuống đây thì đưa cả hai bé đi khám và xem phẫu thuật được thì phẫu thuật luôn, cũng như là đi chơi, nghỉ mát mùa hè. Đấy, và chúng tôi đi này là có một Mạnh Thường Quân cũng đứng ra để hỗ trợ. Sau khi mà khám chữa cho hai bé xong thì sẽ đến lượt bố mẹ sẽ được nhà tài trợ đó sẽ khám chữa cho. Đấy, ngày hôm nay buổi sáng trời Hà Nội vừa mới mưa xong nên là nó đông và hơi ùn một tí. Hy vọng rằng là mọi thứ sẽ suôn sẻ để cho chúng tôi có những kỷ niệm đẹp đẽ ở thủ đô Hà Nội. Di đi này chắc là phải cần một tí music nhỉ? Cần một tí âm nhạc nhỉ? Di thích nghe bài gì nào? Thích nhạc sáo thôi. À, nhạc sáo à? Vâng. Ok, thế thì sáo. Nhưng bài gì cũng được đúng không? Đây, sáo trúc đây. Khi chúng tôi bật một bản sáo trúc lên thì công nhận là cái không khí ở xe cũng như là những cái khung cảnh xung quanh nó thay đổi hẳn luôn. Cảm giác gì đó rất là chill, đưa tất cả chúng tôi như kiểu cả cái chuyến xe này được du hành quay trở lại miền núi vậy. Một cái gì rất là mênh mang mà tôi quên mất rằng là tôi đang lái xe ở Hà Nội luôn. Và bây giờ thì mấy bố con chúng tôi lại tiếp tục thưởng thức âm nhạc đây. Chúng tôi đã tới phòng khám đầu tiên rồi. Nhưng mà Di thì sẽ hẹn khám sau. Ưu tiên là bé Dính. Đây, cô bé có rất nhiều những cục mụn thịt đây. Mà không biết rằng là đi khám mà ví dụ mà phải cắt bỏ đi, đốt đi ấy, thì có ảnh hưởng đến lộc lá không nhỉ?
Bởi vì tôi thấy rằng là nhờ mấy cục mụn này mà bé kiểu đem lại cái sự may mắn ấy. Đấy. Thế thôi bây giờ đấy là về phong thủy nhá. Về tướng số thì bây giờ thì mình cứ đến để xem bác sĩ tư vấn như nào đã nhá. Đi thôi em đi. Đây là bố của Dính này. Thành viên này tên là gì? Tên là Phú. Tên là Phú á? Phú. Phú năm nay 12 tuổi, nghe nói 12 tuổi. Đấy, cũng là người Mông luôn. Rất là khôn khéo, nói chuyện rất là kiểu tinh danh ấy nhỉ. Thế thôi bây giờ tất cả cùng vào nhỉ. Phái đoàn hơi bị đông luôn. Nào đi thôi. Chào anh. Họ tên con là gì? Con này. Ừ, đây. Vừa rồi bác sĩ nói rằng là những cái mụn của bé Dính là mụn bẩm sinh, tức là từ khi đẻ ra đã như thế rồi, cần phải đến bệnh viện lớn người ta khám và mới có thể phẫu thuật được. Ở những cái phòng khám nhỏ thì người ta không nhận. Do đó bây giờ thì cũng gần trưa rồi, tôi quyết định rằng là đưa tất cả mọi người đi tàu điện trên cao tới cái bến tiếp theo, hoặc là cái bến nào đẹp đẹp có nhiều đặc sản thì chúng tôi sẽ thưởng thức. Nào bây giờ mọi người thử lần đầu đi thang máy đi. Đi thang máy, đi tàu điện xem nào. Đây. Bởi vì mọi người đều lần đầu đi à. Rất là không biết là các cháu đấy. Ui, ui. Đứng thẳng. Ui. Tôi thấy mọi người hầu hết là mọi người là bị không giữ được thăng bằng. Lần đầu tiên của mọi người. Ai cũng có suýt được ngã dúi. Đấy. Cái này là mình đỡ phải bước, mình chỉ việc đứng thôi là nó tự đưa mình lên. Sau một hồi lo lắng ban đầu, tôi thấy là các bé rồi đang rất là cười tươi, rất là sung sướng bởi vì có cái trải nghiệm đầu đời. Nào chuẩn bị bước nha, bước. Ôi rồi. Rồi. Mọi người đang rất là tò mò. Đủ chưa ta? Chị ơi, nó kêu gì nhở? Đâu rồi? À, lâu nhở? Nó ra chậm nhở? Đủ, em đưa vào 150 rồi. Nhưng sao chỉ có 5 cái? Máy đang bị lỗi các bạn ạ. Tức là sẽ tôi mua 9 vé này nhưng mà nó chỉ nhả có 5 cái thôi. Dù sao thì cái tàu điện trên cao ở Hà Nội giờ nó cũng chỉ mang tính kiểu chưa phải là trung chuyển mà là đi cho vui, đi cho trải nghiệm cho biết thôi. Và cũng đang test lỗi. Anh mua 9 vé và anh nhét vào máy 150.000 thì bây giờ máy nó nhả anh 5 vé. Nó có ra pin không ạ? Nó chỉ in ở trên đấy thôi, kìa nó đứng luôn rồi kìa. Lúc đầu thì tôi nghĩ rằng sẽ cho tất cả mọi người một phen trầm trồ. Nhưng mà cuối cùng thì mọi người cũng hơi kiểu trầm trồ cái kiểu gì nhỉ. Mọi người không tin là tôi nói trung thực. Là bây giờ bạn ấy đang muốn là phải check camera rồi. Chị cũng không tin là cái chị lao công chị chứng kiến. Chị lao công chị là hướng dẫn tôi. Nhưng mà bạn gái bạn vẫn không tin. Bây giờ phải check thêm một lần nữa camera. Đấy, cả bill rồi, cả hóa đơn rồi cũng không tin. Máy là tạm dừng dịch vụ luôn, tức là máy bị đơ luôn. Em ơi, máy nó báo là tạm dừng dịch vụ rồi và không có tiền. Bây giờ em mới ra làm gì, ra mở máy à? Ngày hôm nay thì để lại ấn tượng hơi rắc rối về Hà Nội cho những người bạn vùng cao một chút. Tôi không biết là có phải là mọi người không tin tôi không, mọi người sẽ phải mở máy ra để xem là có đúng là 150.000 là cái cuối cùng đưa vào đây không. Máy hiện đại quá thì là hại điện là ở trong cái câu ở đây. Bây giờ thì trời bỗng nhiên đổ cơn mưa to, cũng gây khó khăn cho hoạt động của đoàn chúng tôi. Nhưng mà không sao, khó khăn tới đâu thì giải quyết tới đó. Bây giờ cũng may mắn là chúng ta là ở trong một cái nhà ga đã, không bị mưa ướt. Tôi đã được triệu hồi, không biết là mọi người giải quyết như nào. Anh Lê Hoàng Nam, thế bây giờ là em trả lại anh hết tiền á? Không, em trả lại số anh. 15 ngàn hay gì á? Thì thôi, anh cũng chả quan trọng ở đấy đâu, bây giờ anh muốn đi nhanh được không? Cuối cùng thì sau rất nhiều vất vả, chúng tôi cũng đã mua được xong vé. Đấy, chị cầm một cái này.
em này, Hân cực Bắc TV này, chắc Di mua một cái này, à, con một cái, thế được rồi, mỗi em bé này là không cần. Rồi chúng ta sẽ đi thôi. Đây nhá, mọi người nhìn theo nhá. Đấy, loạn hết bây giờ con, ấy vào đây. Rồi, đi đi. Nào, à, đến em vào đây. Rồi, hai bố con đi. Nào, đây nhá, được nào. Đi đi. Rồi, đi đi đi, đi đi, nhanh nhanh nhanh, nhanh nhanh. Rồi, mày. Đã đầy đủ quân số rồi, giờ chúng tôi lại tiếp tục lên để chờ tàu. Tôi nghĩ rằng là các em bé sẽ cảm thấy mọi thứ đều lạ lẫm. Không chỉ cái này, còn đi trải nghiệm một tàu điện trên cao này, chắc là bố mẹ mới là người cực kỳ là kiểu ngạc nhiên này. Đấy, ô, dính này, ôm chặt đầy tay bố. Cái gì ấy nhở, là đầu tiên trong đời mình nhìn thấy. Lạ nhở. Con gì đấy con? Con biết con gì không? Con rắn. Con rắn à? Ồ, lạ quá. Dài nhở. Không giống cái xe ô tô. Chả biết đây là cái phương tiện gì ấy nhở. Đây là cái tàu đấy con ạ, một đoàn tàu á. Tàu đã tới rồi. Nào, đi, đêm bước bước cao chân, đúng rồi, rồi, rồi chúng ta xuống cuối nha, đây. Đây, hai bố con ngồi đây. Phái đoàn người Mông đến từ Đồng Văn, Hà Giang, lần đầu tiên xuất hiện tại thủ đô Hà Nội trên một phương tiện công cộng hiện đại nhất thế giới. Ga tiếp theo là ga Thái Hà. Em thấy cảm thấy như nào? Chuyến đi Hà Nội xứng đáng không? Lần sau anh rủ đi, có đi tiếp không? Đi. Ui ôi, ui dồi, ui dồi. Khỉ à. Sau khi đã trải nghiệm tàu điện rồi thì phái đoàn chúng tôi tới trung tâm thương mại để đưa mọi người ăn trưa, và chắc chắn rồi sẽ phải ăn những cái món mà ở trên núi chưa có, mà mọi người chưa bao giờ được sử dụng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy một tiệm ăn đồ Ý ở ngay phía bên tay phải thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào nhá. Đói rồi đúng không? Sau một ngày, một buổi sáng rất là mệt mỏi, giờ chúng ta sẽ ngồi nghỉ ngơi. Thực ra vừa rồi ngồi trên tàu điện ngầm cũng là nghỉ ngơi rồi, nhưng mà nghỉ nhưng mà bụng vẫn đói nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ ăn nha. Món đầu tiên đã lên rồi, đó là mực chiên, tẩm bột chiên. Đấy, cái này thì tôi xem là các bé sẽ có biết sử dụng dĩa để ăn không, và các bé sẽ làm gì với những món này. Con ăn đi. Em cho con ăn đi. Hình như là bố của bé Dính có vẻ chuyên nghiệp hơn này. Em đã dùng cái này bao giờ chưa? À rồi à? Ô, biết dùng luôn này. Mình cứ tưởng là chưa dùng bao giờ. À còn gì thì được mẹ chăm sóc cho. Cho mọi người dùng dĩa cũng tốt mà.
À, Di là phải dùng tay để xem chắc chắn nó là cái gì. Ồ, ngon không? Ngon nhỉ? Lạ. Nói chung là Di thì thiệt thòi nhất ở đây. Nên rất cần sự hỗ trợ từ một người khác. Đó. Dính này. Ăn ngon nhỉ? Wow. Dính có vẻ hồn nhiên vô tư nhất đấy. Món mới lên rồi. Đó chính là mì Ý. Bây giờ thì mình sẽ cho bé Dính ăn thử trước nha. Cái này hơi nóng đấy. Lạ chưa? Toàn những cái món gì ấy nhỉ? Lần đầu tiên mình nhìn thấy. Phứ đã suy nghĩ kỹ chưa? Ở đây hay về Hà Giang? Ở đây được chiều hết nấc. Trong ba bé lần đầu tiên đặt chân tới Hà Nội thì có Di là nói với mẹ rằng thôi lát nữa thì mẹ về trước đi đúng không? Di sẽ ở lại với bố Nam bởi vì ở đây vui hơn, ăn toán món ngon đấy. Ồ, lúc đầu mình cứ nghĩ rằng là mọi người dùng dao dĩa thìa thì có vẻ như là bất tiện hơn ấy, nhưng mà thấy các mẹ, các bố làm rất là thành thục. Có vẻ như các bé rất là hài lòng với bữa ăn ngày hôm nay. Đều là những cái món lạ miệng. Ngon. Ngon không gì? Ngon à? Đấy. Rồi, những chiếc pizza siêu to khổng lồ đã tới rồi. Wow. Dì đã ăn xong mì rồi. Bây giờ thì tôi muốn cậu bé được thưởng thức pizza. Đây. Pizza là món ăn mà các bạn nhỏ ở thành thị vô cùng là yêu thích luôn. Không chỉ là các bạn nhỏ đâu mà người lớn cũng thích. Mà không hiểu là lần đầu tiên ăn thì khẩu vị của Di thế nào, có thích hay không. Đấy, bây giờ bỏ cái vỏ hến này ra. Đó. Ăn đi thấy ngon không? No à? No. Nào, bây giờ Dính nhá. Dính ăn thử cái này đi nè. Đây, con cầm cả cái luôn. Cầm luôn. Wow. Ăn ăn thử nào. Ngon không? Cậu bé lúc nào mắt cũng tròn xoe, ngơ ngác. Nào, ăn tiếp nào. Ngon quá, giỏi quá. Có vừa khẩu vị ông gì? Hơi no à? Không ăn à? Đây thì con để đây. Coi bộ trong số các bé thì Dính là người dễ tính nhất. Cái gì cũng ăn và ăn một cách say sưa. Ấy, ngon quá. Ngon nhỉ? Bây giờ thì tới lượt bố Nam ăn. Xin phép các bạn nha. Chúng tôi ăn một chút và sau bữa ăn này thì sẽ đưa Di đi khám bệnh. Bây giờ đi, xin chào. Bây giờ thì chúng tôi đã tới bệnh viện mắt. Và Di thì các bạn biết rằng là mắt của em ấy bị cho rằng là không thể nhìn thấy, bẩm sinh. Thì mẹ Di cũng đã chứng thực cái điều đó. Nhưng mà mọi người vẫn có cảm giác thì đấy, ngay cả bản thân tôi cũng thế. Cảm giác gợn gợn một cái điều gì đấy rằng là có thể cậu ấy vẫn nhìn thấy le lói gì đó, hoặc là có thể là cái định hướng, cái phản xạ của cậu ấy, hay là cái giác quan của cậu rất là tốt đó. Nhưng mà để mà khỏi cái lợn gợn ấy trong đầu của tôi cũng như của nhiều người thì tốt nhất là phải đưa bé đi khám. Thì bây giờ chúng tôi đang có mặt ở bệnh viện mắt Hà Nội cơ sở 2 rồi. Thì bây giờ chúng ta đi vào đi nhờ. Đi thôi. Triệu à? Triệu Mí Di đúng không? Cũng rất là hồi hộp, không biết rằng là có phép màu gì xảy ra không, hay là biết đâu có thể giúp được một chút xíu thôi cũng được. Đấy, chứ là bé sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng le lói được được. Thì các cụ đã nói rồi là ánh sáng phía cuối con đường ấy. Giờ chỉ cần thế là bé cũng có thể là tự đi rồi. Ở đây là bé Di người Mông. Bé bị như này thì anh cũng không biết rằng là có khả năng cứu giúp gì cho bé được nữa không ấy. Anh xin phép anh có thể quay một tí được không? Bây giờ em thì em chỉ
cái máy này nó là máy chụp khúc xạ tự động luôn. Còn bệnh của cháu như nào thì bác sĩ sẽ kiểm tra. Ok. Bởi vì cái máy mà đo khúc xạ này thì chỉ đo được với người mà mắt có thể nhìn thấy, nhưng mà có thể bị sao đấy về tật ở khúc xạ thôi. Còn đây là gì này thì chắc là không biết là sẽ đo kiểu gì. Đây em khám giúp cho anh trường hợp của bé Di. Qua vòng đầu tiên thì bác sĩ nói rằng là mắt của Di không thể đo khúc xạ. Đó, tức là máy móc là bó tay rồi. Tức là để mà khám sơ qua ấy, cái trường hợp này phải qua sàng lọc của bác sĩ có chuyên môn hơn. Bác ấy sẽ nhìn và đánh giá và có thể đưa ra được cách, những cái bước tiếp theo phải làm như nào. Bây giờ đang là giây phút quyết định xem là hướng chữa chạy tiếp theo của Di như thế nào. Chào em. Đây bạn bị, có thể nói là bị mù. Đây à. Đúng rồi, con ngồi xuống. Đấy. Bố đỡ đầu. Bạn này là ở dân tộc nào? Người Mông ở Đồng Văn, Hà Giang. Đây con đặt cằm ở đây nhá. Ok. Chạm chán ra. Rồi. Thì bây giờ là tôi ở trên đấy thì mọi người ở lâu thì sẽ nói rằng là bé không nhìn thấy gì. Chứ mà mọi người vẫn đang nói rằng là bị bẩm sinh. Xong anh thấy là bé cũng có cái thói quen là cứ về sau xong là ngứa mắt anh nào cứ thọc tay vào mắt. Đấy là phản xạ đấy. Yeah. Phản xạ tay mắt đấy. Khi nó không nhìn được nó muốn cào tay vào mắt để mắt nhìn. Nhưng mà không bao giờ nhìn được. Đấy là phản xạ tay mắt. Có những cái phản xạ mà nó như vậy. Đấy. Thế nên là khi mắt không nhìn được là tự động tay nó đưa lên để nó cấu mắt làm sao để mắt nhìn được. Đấy, cái phản xạ tay mắt như thế. Thì cái này bây giờ gia đình muốn xuống ra để xem có cách nào giúp bạn hay không ạ? Đúng rồi. Chức năng ví dụ như là mọi thứ mà bây giờ ví dụ như này, giác mạc thì không còn nữa, phổi mống mắt hết rồi. Hai nữa là bên này cũng thấy mà mắt nhãn cầu teo hết rồi vì nó không có chức năng nữa nên nó teo và nó rung giật anh nhớ. Mắt bên này cũng thế này. Đấy. Thì bây giờ không thể làm gì được. Nếu giả sử như nó còn cái gì bên trong ví dụ như là nhân mắt hay gì thì còn lấy chứ teo hết rồi. Cho bạn làm cái siêu âm thôi để lấy hình ảnh thôi. Lúc chị đẻ gì ấy, chị có bị sốt không? Không à? Có vấn đề gì bất thường không? Cháu sinh mấy cân? Sinh ra đó. Sinh ở nhà hay ở bệnh viện? Ở nhà thôi. Thế à? Lúc sinh mắt cháu có mở to không? Có nhìn thấy lòng đen không? Mở to chứ. Có lòng đen không? Không có bao nhiêu nữa. Không có lòng đen đúng không? Từ bé thôi mà. Không sợ đâu. Vừa mới chụp X quang thôi. Bây giờ là chờ bác sĩ sẽ đọc cái hình ảnh đó. Cả cái khối trong này đặc hết rồi. Bên này cũng có một dải tăng âm trong này. Mắt trục nhãn cầu nó bé lại. Và trước toàn tiền phòng không có gì. Bây giờ người ta bảo là làm cái mắt giả ấy là để ấy vào đây. Mắt giả có nhìn thấy không? Không. Không nhìn thấy gì? Chỉ là thẩm mỹ thôi. Chỉ trông như kiểu là nhìn thấy nhưng thực ra không nhìn thấy. Cái đấy thì là làm thì sẽ hơi lâu. Thì thôi bà để khi nào mà Di lớn hơn á thì mình làm nhá. Bởi bây giờ mà làm thì cũng chưa cần thiết. Mà lên ở trên nhà thì nhiều lúc sinh hoạt nó bất tiện ấy. Đấy, để khi nào mà Di lớn hơn một chút này và đi làm rồi á, thì lúc ấy mình làm, lúc ấy Di cũng lớn và có ý thức chăm sóc bản thân mình hơn. Thì mình làm là hợp lý nhất. Đấy. Ok.
vậy là chúng tôi vừa mới khám bệnh cho Di thì không như những cái kỳ vọng mà tôi cũng như là các bạn đã đặt ra. Nói thật là hôm nay đúng là một ngày cùng với Di ở Hà Nội, một ngày rất là bất ổn, nhiều thứ nó không được theo như mong muốn của chúng tôi. Thì bây giờ hy vọng rằng là ngày mai tôi sẽ đưa gia đình của hai cháu đến một cái nơi mà để có thể nghỉ dưỡng cũng như là chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ, và nhờ tới những cái thuốc của Việt Nam, cái thuốc từ thiên nhiên, hy vọng rằng là sẽ giúp một cái điều gì đấy bồi bổ sức khỏe cho mọi người. Thôi, bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.